Lý Gia Máy xin mến chào anh em. Ngày hôm nay thì chúng tôi vào trực tiếp nhà của khách hàng để cho anh em cùng xem là về khách hàng sẽ sử dụng dòng máy rửa xe của Thế Gia Máy như thế nào nhé. Và trước khi sử dụng thì chúng tôi sẽ cho anh em cùng xem là về thông số kỹ thuật của dòng máy rửa xe toàn phát TBLS4000R này. Với máy thì sẽ trang bị công suất lên đến 4000W, áp lực làm việc là 230, motor 100% nổi đồng, cho ra được khả năng làm việc cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại thì anh em có thể thấy rằng chú khách của chúng tôi đang test trực tiếp lên tường của chuồng trại. Thì khi mình đi đến đâu là rong rêu bay sạch đến đó, nhờ vào motor 100% nổi đồng, vô cùng mạnh mẽ. Và dây xịt là dây xịt bố thép dài lên đến 15 mét nha anh em. Và không để anh em chờ lâu thì chúng tôi sẽ bắt đầu sử dụng dòng máy để có thể test trực tiếp lên xe lớn cho anh em cùng xem. Và chúng tôi đang sử dụng là dòng bed 25 độ. Anh em có thể thay thế là bed 0 độ, 15 hoặc 40 độ tùy ý, cho ra được khả năng xịt rửa vô cùng linh hoạt. Máy thì có lực phun rất mạnh, làm cho vết bẩn, bụi bẩn được tránh ra nhanh. Từ đó là anh em sẽ tiết kiệm điện và tiết kiệm nước một lượng đáng kể. Và anh em có thể thấy rằng với dòng máy rửa xe của Thành Phát thì áp dụng vô cùng hiệu quả vào chiếc xe cẩu này phải không nào? Vậy còn chần chờ gì nữa mà anh em không nhấc điện thoại lên để có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình là đã có thể sở hữu ngay một dòng máy rửa xe toàn phát TBLS 4000R cực kỳ chất lượng này rồi nhé. Máy thì sẽ có giá cực kỳ ưu đãi, cùng với đó là chế độ bảo hành lên đến 12 tháng. Và bây giờ thì Thế Gia Máy xin mến chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau nhé.